Đến nay, về cơ bản, các trạm thu phí trên cả nước đã lắp đặt và vận hành hệ thống thu phí không dừng. Hiện đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết còn 102 làn trên 23 trạm thu phí cần tiếp tục lắp đặt các làn thu phí còn lại để đảm bảo tất cả các trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc lúng túng dẫn đến nguy cơ không đảm bảo tiến độ vận hành hệ thống ETC trên toàn bộ các làn thu phí. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo, sau ngày 31 tháng 7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải xả trạm, có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân gây chậm tiến độ.